Chào tất cả các bạn khán giả của Danh News, tôi là Bảo Anh. Đi cờ tá đạo, nơi câu hỏi không đỡ nổi. Phút giây nào quá ngọt ngào khi anh bước đến bên em. Nổi lên như một hiện tượng sau cuộc thi giọng hát Việt mùa đầu tiên, Bảo Anh đã dần khẳng định bản thân theo hình mẫu nghệ sĩ trẻ đa tài. Không chỉ chinh phục khán giả bằng những bài hit như Anh muốn em sống sao, Em đã từng yêu, mà anh còn gây ấn tượng với vai diễn điện ảnh đầu tay trong bộ phim Dạ Có Năm Này Tiên. Hãy cùng xem cô nàng tiên nhân Bảo Anh sẽ đối phó ra sao với những thử thách của việc đồ bá đạo số này nhé. Nếu tất cả đồ trang điểm biến mất thì Bảo Anh có tự tin với mặt mộc của mình không? Anh nghĩ là có. Có người đồn lấn đồng tiền của Bảo Anh là hàng giả đó. Cách nào để chứng minh nó là hàng thật không nhỉ? Bác sĩ nào mà làm giả đồng tiền giống y như thật vậy? Giữa bị ế suốt đời và được cộng thêm 10 năm tuổi thọ thì Bảo Anh sẽ chọn cái nào? Chọn bị ế suốt đời đi. Chọn bị ế suốt đời đi, tại vì ế mà đẹp là được rồi. Hãy mô tả chàng trai trong mơ của bạn theo ngôn ngữ hình thể ngay tại đây. Chàng trai thông minh, tinh tế và có một chút xíu lãng mạn. Nếu là một chàng trai cực kỳ đẹp trai, body 6 múi, chạy theo tỏ tình ngoài đường, nhưng là trong tình trạng trần như nhộng thì làm sao? Chắc là sẽ bỏ chạy. Giữa bán cháo gà và đi làm ca sĩ thì người nào xin lời nhiều hơn ta? Bọn anh nghĩ là nếu như bạn là một người thật sự giỏi thì thế nào cũng sẽ kiếm được nhiều tiền nhanh nhau. Được giao một chiếc xe bán cháo gà, bảo anh hãy thử rao làm sao để người nghe khoái nhất. Rao cái gì dễ chứ, cháo gà người ta bán trong quán mà sao mày rao được. Thử cái giọng của Hồ Ngọc Hà bài hát Anh muốn em sống sao. Khó quá à. Tại vì giọng của chị Hà là giọng trầm mà giọng của anh lại là giọng kim, nên là rất là khó để giả ra. Nhưng mà các bạn muốn thì bọn anh thử đại ha. Anh sẽ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu. Nếu anti-fan bắt cóc hết fan của Bảo Anh thì phải làm sao đây? Bảo Anh nghĩ là các bạn anti-fan phải cẩn thận các bạn fan của anh, bởi vì các bạn nó có khả năng làm cho các bạn quên luôn. Việc đồ bá đạo, muốn biết cảm xúc của bạn lúc này. Rất là thú vị và có những câu hỏi rất là khó. Nhưng mà nó chỉ là tình huống giả tưởng thôi, nên là những câu trả lời của anh cũng mang theo một cái ý nghĩa rất là hài hước và vui nhộn. Hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy thú vị.